Và đây là câu hỏi đầu tiên của chương trình ạ. Mít thì muốn hỏi gì? Dạ không, em bị ngứa mụn. Ngứa miệng, tao ngứa miệng thôi. Giơ tay muốn hỏi. Để ý biết thi hay gì á, khi nào ta cần người ta bấm cần, ta bấm chuông, ta kêu, tự nhiên ta vừa mới ngứa mũi cái để ý à. Tại vì là lỡ rồi em vừa quay qua đây tính hỏi bên đây xong cái là bắt gặp cái tình huống đó mà, thì em hỏi thôi. Hay lắm, hay vậy thích lắm. Nhà vợ coi đang coi chương trình đó, vợ con á đang coi nha. Đang bồng con, đang bồng con đó. Vợ tin anh mà đúng không? Em biết mà. Và câu hỏi như sau. Vật dụng nào sau đây dễ phát nổ? Bột giặt, có hút ẩm, rèn. Tụi tôi nhường câu trả lời cho bạn ạ. Gì mà ngăn ngược quá vậy? Tại vì đội tôi có người mới cho nên chưa có gọi là hòa nhập. Đó là bột giặt. Bột vô lý. Ủa sao anh nín họng vậy? Anh nín họng vậy? Đúng. Bột giặt. Bột giặt tại sao lại có cơ chế nổ? Bây giờ chúng ta sẽ diễn một tiểu phẩm. Có tiểu phẩm luôn kìa. Người có cần minh họa không ạ? Đây minh họa. Em có phụ không? Chẳng hạn như đây là em diễn vai trong nhà là một cô vợ nội trợ rất đảm đang. Mặc dù cái vai đó là không phải con người thật của em. Em hả? Bà Vú giờ này đang bồng đứa con ở trong bỏ dai. Bỏ dai không nhận dai này ạ. À. Trời ơi. Dai này không thích hợp với em mà. Em đang theo hình tượng nam tính. Em phải giặt vũ nha. Chồng về chồng mệt mỏi. Thì nhiều khi đàn ông vô tâm sẽ không để ý. Em cứ kêu hoài mà anh không để ý. Em phải nóng giận lên. Dạ. Ok. Em phải nóng như Vú em suy nghĩ là rồi. Giận giống bà Vú không? Giận giống bà Vú. Rồi. Đi làm về nè. Giặt đồ đi. Trời ơi. Khoan cho bà Vú thổi một câu ạ. Bà Vú à, con giặt áo giùm chứ không. Hồi đó tới giờ chỉ có bà Vú giặt đồ trong nhà thôi. Mà bây giờ bà Vú đem cái áo của bà Vú ra cho bà chủ giặt. Quá tuyệt vời nha. Bây giờ bước về. Dạ. Em đang làm gì đó? Em đang giặt đồ, giặt cái áo Vú nè. Nói chung là em cứ giặt tiếp đi. Ngày hôm nay anh là phải đi tiếp khách. Nè, anh. Cái gì? Anh ơi. Hả? Nãy em giặt rồi em mệt muốn chết rồi. Tay nó bị móc hết rồi, chảy máu luôn nè. Tại sao ở nhà có bà Vú? Em không kêu bà Vú, bà giặt đồ mà em giặt. Như giờ mát gì anh? Bà Vú đang coi em bé. Bà Vú coi em bé thì tại sao em không bồng em bé cho bà Vú giặt đồ? Ông chủ. Hả? Vô Vú ru ngủ. Đi. Đi à. Thấy chưa? Cái này em không thể đổ lỗi cho bà Vú được. Coi nè, coi đứa nhỏ giống hai đứa mình ghê không? Cái đoạn này là không có trong kịch bản. Ủa vậy hả? Cái đoạn này là nó tuyệt diện tình yêu trái ngang của bà Vú. Tập 2. Hết rồi, quên, vô tập 2. Anh lộn rồi. Trời ơi. Cái gì? Nhưng mà vậy là nãy giờ em giặt đồ nhiều quần áo cho anh rồi này. Nó cuối cùng tay em nó bị nát hết rồi. Thì ngày mai anh sẽ mua máy giặt cho em nha. Còn bây giờ em cứ giặt tiếp đi. Anh mập vô ngủ. Ê! Làm vừa phải thôi chứ. Cái gì? Hả? Nãy giờ hả? Là em đã nói chuyện nhẹ nhàng với anh bao nhiêu thì anh lại không chịu nghe. Em nói là em rất là mệt mỏi. Giặt đồ. Cái gì em? Cái bột giặt nó rất là hại. Anh có biết cái điều đó không? Nãy giờ em làm việc rất là cực khổ. Thì anh thì đi ra ngoài ăn uống đồ ăn chơi vời. À, rất là khó chịu. Trời ơi. Bùm. Gì vậy hả? Tiếng gì vậy? Tiếng nổ, bịch bột giặt nổ. Hả? Ủa? Cái sự logic ở đâu vậy? Tại vì bột giặt nó là cái vật dụng mà ở gần cái người phụ nữ nhiều hơn là đàn ông. Mà phụ nữ thường hay nóng giận ở trong gia đình. Cho nên là cái sự nóng giận của phụ nữ nó sẽ là một cái yếu tố chăm ngồi cho cái bịch bột giặt nổ.